phòng cưới của tư gia gia đình Phạm Nhà Gái chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay để tham dự chương trình đại lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Thu Thảo sánh riêng cùng chú rể Khôi Nguyên trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin được gửi đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng lòng nhiệt nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước tiên xin được chúc cho các bậc cao tuổi lão liền ăn ngon ngủ khỏe, gặp nhiều niềm vui. Xin được đặc biệt chúc cho các cụ ông các cụ bà giờ đây trẻ mãi không già, bách niên dây não cùng con cháu tận hưởng an khang lúc tuổi già. Cũng xin được chúc cho toàn thể cô chú anh chị ngồi đây công danh thăng tiến nhiều tài lộc. Chúc các bạn trẻ làm lứa thanh niên gần xa học hành thi cử vạn điều may. Và xin được kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta cùng trở về với đề tài tình yêu, hạnh phúc, hôn nhân và gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, cuộc đời là những chuyến đi và là những chuyến hành trình dài. Ở đây chúng ta khám phá về sức khỏe, khám phá về công danh sự nghiệp. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta khám phá về hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, gia đình thân thương trong hình dáng ngôi nhà, lễ các vợ chồng tình sâu nghĩa lặng, các tiếng phu thê câu hẹn ước trong năm, hoa tiếng nói cười rộn ràng của con trẻ. Và ngày mai được bắt đầu từ ngày hôm nay trong sự kiện lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Thu Thảo và chú rể Khôi Nguyên. Kính thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn, trải qua những năm tháng tìm hiểu thật kỹ càng, được sự đồng tình nhất trí của đôi bên gia đình, thì ngày hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2024 nhằm ngày 24 tháng 9 năm Giáp Thìn, thì đôi bạn trẻ của chúng ta Thu Thảo và Khôi Nguyên cùng đôi bên gia đình đã long trọng tổ chức chương trình buổi lễ vu quy đón cô dâu về phòng cưới tại khán phòng cưới tư gia gia đình họ nhà gái, và buổi lễ thành hôn được tổ chức tại khán phòng cưới của gia đình họ nhà trai. Và kính thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn, trên con đường thành vợ thành chồng của bất kỳ các cặp uyên ương nào thì cũng luôn luôn trải qua rất là nhiều nghi thức và nghi lễ quan trọng. Và nghi thức đầu tiên trên con đường thành vợ thành chồng, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu, đó là sự trở lại từ hai vị trưởng đoàn, một vị đại diện cho gia đình họ nhà trai và một vị đại diện cho gia đình họ nhà gái cùng trở lên phía trên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn. Và xin mời hai bác hãy dành cho nhau một cái bắt tay để kết chặt với tình đoàn kết trong buổi chiều ngày hôm nay đó. Và giờ đây thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu đến những lời ý kiến phát biểu đến từ vị trưởng đoàn gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ nhà trai và nhà gái đã đến dự lễ trao dâu buổi chiều ngày hôm nay. Theo vọng tục cổ truyền, hôm nay họ nhà trai có cơi trầu và cao nên đến để dâng lên các cụ gia tiên bên họ nhà gái và xin cháu Thảo về làm dâu làm con của họ nhà trai. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những lời ý kiến phát biểu đến từ vị trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai rất là nhiều. Và giờ đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng trở về với những lời ý kiến phát biểu đến từ vị trưởng đoàn gia đình nhà gái chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể thân nhân hai họ, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Trước tiên, thay mặt họ nhà gái, tôi có gửi lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể quan viên hai họ có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính thưa các cụ, cháu Nguyên và cháu Thảo qua thời gian tìm hiểu được sự đồng ý của đôi bên cha mẹ và gia đình tác thành cho hai cháu để các cháu nên vợ nên chồng. Đồng thời các cháu cũng đã được sự đồng ý đăng ký kết hôn của cơ quan chính quyền địa phương, công nhận hai cháu từ giờ phút này chính thức là vợ là chồng. Thay mặt họ nhà gái, tôi cũng xin ghi nhận và chấp nhận lời
phát biểu xin dâu của ông đại diện trưởng đoàn họ nhà trai, và cũng xin chân thành cảm ơn tới tất cả các quý vị và hai họ đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian công việc bận rộn đến đây để chung vui với gia đình chúng tôi và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Đây là những tấm lòng chân thành, tình cảm mà mọi người đã dành cho hai cháu. Hai cháu hãy ghi nhớ lại những tấm lòng này. Rồi đây hai cháu về làm dâu, làm con, các cháu hãy ghi nhớ và lắng nghe, phấn đấu trở thành làm sao dâu hiền, dễ thảo, để không phụ lòng mong đợi của đôi bên cha mẹ cũng như của gia đình. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và ít phút nữa cũng đến giờ rất lâu, thì tôi cũng xin mời tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị họ nhà gái cùng họ nhà trai tiễn chân cháu Thảo về hôn trường họ nhà trai để tiến hành lễ thành hôn cho hai cháu. Cùng xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời ý kiến phát biểu đến từ hai vị trưởng đoàn. Và trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn sẽ trở về vị trí danh dự của mình để tiếp tục tham dự chương trình đại lễ quốc quy trong buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn hai vị trưởng đoàn rất là nhiều. Hai bà tham gia sẽ lên thực hiện nghi thức trao và nhận cơ chầu xin dâu. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Nhiều ý nghĩa trong chương trình đại lễ quốc quy. Xin từng quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Vâng, trân trọng cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời chú rể cô Nguyên sẽ vào trong nhà để trao hoa cho cô dâu Thu Thảo. Và dưới sự hướng dẫn từ một vị đại diện về bên nội của gia tộc họ nhà trai sẽ hướng dẫn cô dâu chú rể thực hiện nghi lễ đầu tiên trên con đường thành vợ thành chồng, đó là nghi lễ gia tiên. Xin được trân trọng kính mời chú rể Phương Nguyên sẽ vào trao hoa cho cô dâu. Và thưa quý vị, trong khi chờ đợi sự trở lại của cô dâu và chú rể chương trình đại lễ quốc quy trong buổi chiều ngày hôm nay, thì ban của chúng tôi xin được gửi đến toàn thể quý vị một nhạc phẩm tình yêu được mang tên Khát vọng tình yêu, để dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng trở về với ca khúc Khát vọng tình yêu.
Vâng, thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay, xin mời hai bạn. Và kính thưa toàn thể quý vị, xin mời chú rể Phương Nguyên sẽ đứng cạnh ban tổ chức được. Đó chính là sự hiện diện của cô dâu Thu Thảo và chú rể Khôi Nguyên, hai bông hoa đẹp nhất trong ngày cưới. Để dành những lời cảm ơn đến toàn thể quý vị, xin mời cô dâu và chú rể kết hợp với ban tổ chức tôi dành một cái cúi đầu trân trọng nhất để đáp lại tình cảm của toàn thể quý vị anh chị, và xin từ quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Một lần nữa xin được chuyển lời từ toàn thể quý vị chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn và ban đầu nghĩa phu thê. Chỉnh đại lễ vu quy trong buổi chiều ngày hôm nay thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với những món quà đầy ý nghĩa đến từ những người thân. Và để mở đầu cho chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu, đó là món quà đến từ bà nội của cô dâu. Và ngày hôm nay có món quà trao cho hai cháu trong ngày vui ngày cưới. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu bà lên sân khấu. Ngoài ra thì dưới chúng ta cùng ghi lại những giây phút hạnh phúc của con dâu chú rể đang được diễn ra tại trung tâm đám cưới. Và kính thưa toàn thể quý vị, bà là Phật mẫu tâm như, trong lòng con cháu suy tư tình bà, yêu bà lắm lắm bà ơi, bà là gốc rễ cây đời cây đa, và mừng ngày cưới bà tặng quà cùng lời nhắn nhủ dâu ngoan rể hiền. Một lần nữa xin được dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến những tình cảm đặc biệt của người bà đã dành cho hai cháu trong ngày vui ngày cưới. Và xin mời sau khi trao quà thì xin mời bà sẽ chụp với cô dâu và chú rể những kiểu ảnh để làm kỷ niệm. Quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đúng không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn bà rất là nhiều. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu với người lên sân khấu, đó là mẹ đẻ của cô dâu sẽ có món quà trao cho hai con trong ngày vui ngày cưới. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt với ta bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, phân tạo sớm hôn mẹ nuôi con khôn lớn và mang cả tấm thân gầy che che chở cho đời con. Và trước ngày vui ngày đặc biệt này, chính người làm cha làm mẹ có món quà trao cho hai con trong ngày vui trong ngày cưới. Và xin thưa quý vị, ở phía dưới những tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng cho lễ vui của cô dâu cũng như đôi bên gia đình. Và xin mời bà cùng lắng lại sân khấu để chụp ảnh với cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của mẹ cô dâu đã dành tặng cho hai con. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu, đó là món quà đến từ bác Hòa Kiêm, đó là quà trao cho hai cháu trong ngày vui ngày cưới. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác lên sân khấu. Và trên sân khấu lúc này, quý vị và các bạn đang được chứng kiến tình cảm đặc biệt từ người bác đã dành cho hai cháu trong ngày vui ngày đặc biệt này. Những món quà về vật chất và tình cảm rất là nhiều. Quý vị ở phía dưới hãy cùng vang lên những tràng pháo tay lần nữa để chúng ta chúc mừng cho cô dâu chú rể đấy các bạn. Và cũng xin mời bác sau khi trao quà sẽ cùng chụp ảnh với cô dâu chú rể trong ngày vui ngày hạnh phúc. Thank you.
truyền lời từ cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt từ hai bác đã dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui ngày cưới rất là nhiều. Và xin được chúc cho hai bác có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Đó là món quà đến từ cô Thanh và em Huy, có món quà trao cho hai cháu trong ngày vui ngày cưới. Quý vị đang được chứng kiến những giây phút đầy ý nghĩa và đáng nhớ trong chương trình đại lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn Thu Thảo và Quân Nguyên đang được diễn ra tại khán phòng cưới trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong ngày vui ngày cưới. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Đó là món quà đến từ người em trai của cô dâu Thu Thảo, có món quà trao cho anh chị trong ngày vui ngày cưới. Trân trọng kính mời. Và đây là những tình cảm từ anh chị em một nhà. Và ngày trong ngày chị đi xây dựng hạnh phúc gia đình thì em cũng có một chút tình cảm gửi tặng cho anh chị. Quý vị ở phía dưới hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu chú rể chúng ta. Xin chào, cảm ơn toàn thể quý vị. Và tiếp theo toàn thể quý vị, và tiếp theo chương trình thì xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta cùng di chuyển lên phía trên sân khấu để chụp ảnh với cô dâu chú rể trong ngày đặc biệt, trong buổi chiều ngày hôm nay trước khi cô dâu sẽ về nhà chồng. Đạo là giờ 14 giờ kém 5 phút thì đoàn đại biểu gia đình nhà trai sẽ chính thức xin cô dâu đón cô dâu Thu Thảo trở về với phòng cưới phòng trà của gia đình họ nhà trai. Chính vậy, xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta cùng nhanh chóng di chuyển lên phía trên để chúng ta chụp với cô dâu chú rể những kiểu ảnh để kỷ niệm ngày vui ngày cưới trong chương trình đại lễ vô quy. Ngày hôm nay là một ngày rất là vui và ông bà sẽ chụp với cô dâu chú rể những kiểu ảnh để dành lại những kỷ niệm trong ngày vui ngày cưới của cô dâu và chú rể mang rất là nhiều ý nghĩa. Gái với những ai muốn chụp ảnh với cô dâu chú rể thì chúng ta cùng di chuyển lên phía trên sân khấu đi ạ. We'll be right back.
dâu chú rể, họ đang nở những nụ cười của những lắm đợi, của những tháng chờ, và ngày hôm nay họ qua lòng mong đợi ngày về đoàn viên. Và trước sự hiện diện, sự có mặt của toàn thể quý vị dành những lời chúc tốt đẹp cho dâu chú rể trong ngày vui ngày cưới, trong chương trình đại lễ bục huy. Một lần nữa truyền lời từ dâu và chú rể, truyền lời từ gia đình trân trọng cảm ơn đến sự diện cao quý của toàn thể quý vị. Đã đến giờ đẹp nhất để đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai sẽ đón cô dâu Thu Thảo trở về với phòng cưới phòng trà. Và đây, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu với những ý kiến trở lại đến từ vị trưởng đoàn gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Bây giờ đã đến giờ hoàng đạo, tôi thay mặt cho nhà trai xin mời gia đình và nhà gái cùng gia đình và nhà trai đưa cháu Thảo về để khu trường để tổ chức lễ thành hôn cho cháu ở bên họ nhà trai. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Chân thành cảm ơn đến sự có mặt cao quý của toàn thể quý vị, anh chị, bạn, bạn đã mặt tại khán phòng cưới dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho cô dâu và anh rể trong chương trình đại lễ phục vụ trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức tôi xin được chúc cho toàn thể quý vị, anh chị và các bạn có một buổi chiều thứ bảy vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên tất cả những người bình yêu thương. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Tay kia cầm tay nhau. Ok, đúng rồi. Nào, giơ cao lên nhìn vào đây.
đi nhá, từ từ chuẩn bị bắn nhá. Nào các bác ơi, 1, 2, 3 bắn đi. Thưa các bạn, khi chưa lập thể có gì phát triển thân là về Nam mới có kiến thức sâu rộng. Để giải phóng lòng của chú rể công viên trong buổi sớm nay, các sự lời của gia đình cũng như trẻ lời cơ sở công viên xin được trân trọng kính mời các cụ, các con, các bà, các anh chị vui vẻ chờ giải phóng lòng của gia đình trong buổi chiều hôm nay. Có con sầu, có lúc chúc và đặc biệt cùng chung vui để vui lòng chú rể trong buổi chiều hôm nay. Đặc biệt hơn lúc này chúng tôi thấy phái đoàn tư vấn cơ sở cùng cô dâu chú rể đã tập đến nơi đến bảy phút. Bắt đầu chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng hai bác trưởng đoàn nhà trai nhà gái trở vào phía trong của gia đình làm lễ thắp hương gia tiên, và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trai cũng như đỡ lời của chú rể, xin được trân trọng kính mời các cụ, các cô bà, các anh chị cùng ăn trầu, uống nước thuốc và đặc biệt cùng chúng tôi để vui vui chú rể trong buổi sinh hôm nay. Các kính thưa toàn thể hội hôn trân trọng kính mến. Và đúng là theo phong tục và nét đẹp văn hóa của Việt Nam là uống nước nhớ nguồn và ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây. Sau khi đôi bạn trẻ chúng ta họ đã vào trong nhà trong làm những thủ tục đầu tiên là thắp lễ hương lên bàn thờ tổ tiên để cầu mong tuổi thơ trẻ đến trong hạnh phúc tình yêu bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay. Và giờ đây họ đã xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn trân trọng kính mến, đôi bạn trẻ chúng ta họ đã yêu nhau qua một buổi buổi chín, họ đã chờ đợi nhau qua mấy tuổi trăng tròn, và cho đến hôm nay đây họ đã chính thức là vợ là chồng của nhau. Được sự đồng ý nhất trí của hai gia đình cũng như chính quyền địa phương đã làm lễ kết duyên trăm năm cho hai bạn trẻ trong niềm vui niềm hân hoan phấn khởi ấy. Cho phép tôi trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của cô dâu chú rể được chính thức bắt đầu, và xin lỗi trong tràng vỗ tay liên hào. Vâng, thật là tuyệt vời. Vâng, xin mời những bạn nhà phim, những nhà như vậy vì này những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi sinh hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn rất trọng kính mến. Và hôm nay những bạn nhà trẻ sơn sao điều trị, những anh chị làm và hôm nay đây ai đó bảo họ có sự biết rằng những lời yêu thương và trong lòng luôn vẫn thủng vương trăm năm bị cổ vũ tròn từ đây. Và hôm nay đây kết hôn đã đăng ký rồi, xin mời hai họ và các quan đoàn thể, mời bạn bè những người gần xa về đây cùng bắt chầu uống thuốc và đặc biệt cùng chung vui niềm vui hạnh phúc với đôi chú rể trong buổi chiều hôm nay. Vâng,
Kinh thơ toàn thể hội hôn trân trọng kính mến. Đúng là kinh vũ gốc thì kinh ở cạnh chảy đá, cả sông có nguồn thì sông từ suối chảy ra. Trước tiên là cảm ơn các cụ, các bà sau đã chúc phúc mặn mà tiền duyên. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho phái đoàn nhà cái có đôi lời phát biểu trong buổi chiều nay. Vâng, xin mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên của hai gia đình, tôi được các cụ công các bà bên mọi người gái ủy quyền đại diện cho mọi người gái có đôi lời phát biểu. Lời đầu tiên tôi xin chúc sức khỏe các cụ công các bà cùng cô dì chú bác nam nữ thanh niên và hai họ sức khỏe hạnh phúc và thành đạt. Hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương và hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi đại diện cho họ nhà gái kính chúc các cụ ông các bà sức khỏe, và hôm nay là hai cháu sẽ chính thức trở thành dâu rể của hai gia đình và hai dòng họ. Đối với cháu Thảo, gia đình chúng tôi tuy tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm sống cũng chưa có nhiều, do vậy rất mong được sự dìu dắt chỉ bảo cho các cháu sao trở thành dâu hiền rể Thảo và người vợ đảm đang. Kính thưa toàn thể hội hôn, đối với gia đình chúng tôi thì cũng thưa chuyện với họ gia đình nhà trai là cháu thì cũng mới công tác, do vậy là cái công việc cũng như là về cái trong cái gia đình thì còn nhiều cái việc mà cần được sự giúp đỡ của ông bà Linh để làm sao cháu sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ công việc cũng như là người con hiếu thảo trong gia đình. Xin phép được chúc sức khỏe các quý vị và hai họ. Xin cảm ơn. Thân thương và bác đã dành cho tôi chia sẻ trong buổi chiều hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn trân trọng kính mến. Đúng là nhà trai thì vừa nhà gái vừa phát được rồi. Sau đây nhà trai có đôi câu ân tình gọi là có trước có sau để cho bạn trẻ bên nhau trọn đời. Sau đây ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu vị đại biểu đại diện cho phái đoàn nhà trai có đôi lời phát biểu trong buổi chiều hôm nay. Vâng, xin mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, kính thưa quan viên hai họ cùng hai gia đình, tôi là bố của chú rể xin có đôi lời phát biểu. Lời đầu tiên tôi xin chào tất cả các cụ, các ông, các bà, nước xin trách thành cảm ơn sự có mặt của các cụ, các ông, các bà và quan viên hai họ, hai gia đình có mặt đông rất đông đủ trong buổi thành hôn hôm nay. Tôi xin được trân trọng mời các cụ, các ông, các bà có một chuyến về uống nước, uống thuốc và tiểu ngọt. Qua ý kiến phát biểu của đại diện cho họ nhà gái, tôi hoàn toàn nhất trí và đồng ý với ý kiến phát biểu của ông. Và tôi xin đón nhận cháu Thu Thảo. Tôi xin nhận cháu Thu Thảo chính thức là dâu con của gia đình và là thành viên chính thức của dòng họ nhà trai chúng tôi. Và cũng như đây tôi xin trao cháu Khâu Nguyên chính thức là con rể của ông Khoa Bà Yến và là cháu rể của họ nhà gái. Cuối cùng một lần nữa tôi xin chúc tới tất cả các cụ, các bà và các quý vị quan khách luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Ở trong lòng và chữ hạnh thì đứng ở giữa dòng đội nên
và chưa phúc thì cưới được dâu hiền, mới dõi tông đường tổ nhận nhà ta. Và hôm nay đây cô bác cần xa trước phát biểu xong là cảm ơn vừa rồi là lời phát biểu chân thành mộc mạc của một bác trưởng đoàn nhà trai đã đời cô dâu chú rể. Xin cảm ơn người nhân những tình cảm mà bác đã dành cho cô dâu chú rể trong buổi chiều nay. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, trân trọng kính mến. Và đúng là công cha thì như núi Thái Sơn và nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Tình của cha mẹ bao la mênh mông biển lớn tiết trên chân trời. Và hôm nay đây con bước vào đời thì vật trao tặng là đời mẹ cha. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu mẹ của chú rể Khôi Nguyên là bà Đặng Thị Minh Đặng, có một món quà nhỏ muốn trao cho cô dâu chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, anh mời cô dâu chú rể chúng ta bước lên sân khấu nào, từ bước lên sân khấu nào. Và đặc biệt vui lên, hôm nay chúng ta có rất nhiều quà là quý vị ơi, một chào một tay đặt lớn lên nào quý vị nào. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây nào. Thank you.
tôi đại diện cho mọi nhà gái xin chân thành cảm ơn cả mọi nhà trai đã có sự tiếp đón lòng nhiệt và thắm tình của hai bên gia đình. Thay mặt gia đình mọi nhà gái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và sau đây cũng xin phép mọi nhà gái, mọi nhà trai, mọi nhà gái chúng tôi được xin phép trả lời gia đình xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn các ông các bà họ nhà gái. Rất cảm ơn các ông các bà họ nhà gái đã đưa cháu về nhà chúng tôi. Tôi hỏi nó hỏi nhà ai. Rất cảm ơn họ nhà gái đã đưa cháu Thảo về nhà chúng tôi. Rất cảm ơn công các bà họ nhà gái nha. Chúng tôi cứ để chúng thịt vào trong là một chút. Đúng ạ. Rất cảm ơn công các bà họ nhà gái nha. Đã nhiệt tình đón đưa cháu dâu chúng tôi về đến nhà. Thảo nè mẹ. Tay cao một tí giải ơi. Tí nữa đây. Đấy, mọi người vào đây cạnh nữa. 2, 3, 4 nào.